Rồi, xong phần sạc nhé. Phần quan trọng nhất là chính là phần kết nối nhé. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là để làm sao kết nối và nghe được hai tai của con M100 này. Đây, đầu tiên các bạn sẽ lấy hai tai nghe ra bên ngoài như này cho mình. Các bạn sẽ để hai tai ở cạnh nhau. Các bạn lưu ý nhé. Để hai tai nghe ở cạnh nhau. Khi mới đầu lấy ra thì các bạn sẽ luôn thấy là hai tai nó luôn có đèn nhấp nháy ở hai bên tai là nháy xanh lên. Đấy, chờ các bạn chờ một lúc sau thì các bạn sẽ thấy là một bên chỉ còn một bên nháy đèn và một bên tắt đèn. Đấy, thì trường hợp này thì nó đủ điều kiện để các bạn có thể kết nối, nhưng để kiểm tra chắc chắn rằng là tai nghe nó được đồng bộ kết nối và được có pin để các bạn có thể kết nối và nghe được hai tai, thì các bạn sẽ cầm cho mình cái tai mà có đèn nháy này, tai có đèn nháy thả vào hộp. Thì các bạn sẽ thấy là cái tai ở bên ngoài nó đang nháy đèn lên này, nháy đèn xanh lên, đó, nháy đèn lên. Khi nào các bạn nhấc cái tai ở trong ra để cạnh nhau thì các bạn chỉ thấy một bên này nhá, nhấp nháy và bên kia tắt. Các bạn thả tai này vào là tai ở bên ngoài nó sẽ nháy lên. Đó, các bạn lưu ý nhé. Đây là điều kiện để kết nối mà nghe được hai tai ở trên con M100 này. Là phải đủ điều kiện rằng một bên tắt và một bên nháy này. Sau khi một bên tắt một bên nháy như vậy rồi, các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt của điện thoại nhé. Các bạn nhớ nhé, các bạn đừng có vuốt màn hình lên vào Bluetooth vật như này, nó sẽ không bao giờ tìm được. Android cũng thế, các bạn thường là hay vuốt từ màn hình trên từ xuống để các bạn vẫn nhấn vào Bluetooth luôn thì nó sẽ không dò ra được. Đấy, các bạn phải vào phần cài đặt cho mình, các bạn nhớ nhé. Điện thoại nào nó cũng có cái phần bánh răng cưa có chữ cài đặt này, các bạn ấn vào chữ cài đặt cho mình. Rồi các bạn tìm đến cái mục là Bluetooth này cho mình. Đó, các bạn sẽ bật Bluetooth này lên. Rồi để nó dò tìm ra thiết bị của chúng ta. Đây là con M100 này. Đó, nó ra dò ra cái M100 này. Các bạn sẽ ấn vào kết nối với M100 này. Đó. Đấy là các bước kết nối lúng nhá. Đó, nhiều bạn đều kết nối bảo là không tìm được thiết bị, thì không nghe được, nghe một bên là do là các bước của các bạn làm là chưa chính xác. Đây. Rồi tiếp theo là cái phần các bạn sẽ phải mở nhạc lên nghe. Đó, các bạn sẽ nghe xem là nó vào được hai tai chưa. Đấy. Rồi. Sau khi vào được hai tai rồi, các bạn sẽ thao tác cảm ứng ở trên tai nghe cho mình này. Đó. Thì đầu tiên thì các bạn phải phân biệt cho mình là tai bên nào là tai bên trái, tai nào mà là tai bên phải. Thì khi các bạn đeo lên tai ấy, các bạn nghe nó mới chuẩn, để mà đeo mới chuẩn nhé. Đấy, thường thì tai chữ L nhé, tai ký hiệu chữ L nằm ở bên tai trái. Chữ R là nằm bên tai phải các bạn nhé, chữ R nằm tai phải. L L là bên trái này, L là bên trái, R là bên phải. Đó, khi đeo lên tai các bạn cũng đeo đúng bên cho mình nhé, trái phải nhé. Rồi, về thao tác cảm ứng thì các bạn sẽ chạm vào tai nghe một lần là nó sẽ dừng bài này. Chạm tai nghe tiếp một lần là nó phát tiếp bài nhạc này. Các bạn sẽ có chạm hai lần cho mình nhé. Hai lần ở bên trái thường là nó sẽ lùi bài về. Đó, hai lần bên trái này. Hầu hết tất cả dòng tai nghe đều có phần giống nhau là hai lần bên trái là lùi bài về. Đó, hai lần bên trái là lùi bài về nhé. Nó lùi bài về, nó về về kịch rồi. Rồi, tiếp theo là bên tay phải cũng tương tự là một lần là dừng bài và một lần là phát bài. Và các bạn sẽ có chạm hai lần vào tai nghe này là nó sẽ tiến qua bài, tức là next qua bài đó. 1 2 này. Đó, 1 2 này, các bạn gõ tai nghe hai lần là nó sẽ chuyển qua bài nhé. Nó next qua bài đó, 1 2. Các bạn nhớ là gõ chạm đúng nhé, chạm liền tiếp nhau hai lần thì nó mới ở cái lệnh của cái tay nó mới hiểu được cái tai nghe nhé. Đó, tai nghe mới hiểu được lệnh của tay gõ nhé. Các bạn gõ chạm hai lần này, đó, hai lần, nó next qua bài này, hai lần. Rồi. Đó, còn về phần tăng giảm âm lượng nhé, nhiều bạn thắc mắc này. Cái phần tăng giảm âm lượng thì các bạn gõ chạm vào tai nghe ba lần nhé. Các bạn ở bên tai phải trước nhé, gõ tai phải 1 2 3. Đó, mình sẽ vuốt lên cho bạn nhìn thấy cái mức âm lượng ở đây này. Đây là cột âm lượng nhé. Đó, cột cột âm lượng các bạn quan sát này, cột cột âm lượng. 1 2 3. Đó, 1 2 3. Ở bên tai phải là giảm âm lượng nhé. Các bạn gõ ở bên tai phải này ba lần là giảm âm lượng nhé, không phải là tăng nhé. Ở một số dòng tai nghe khác thì nó sẽ là tăng, nhưng mà ở con M100 này nó là giảm âm lượng đấy. Gõ ba lần ở tai phải là giảm âm lượng. Còn ở bên tai trái là các bạn sẽ gõ 3 lần để tăng âm lượng lên nhé. 1, 2, 3.
1 2 3. Các bạn nhìn cái cột âm lượng này, nó bắt đầu tăng lên 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Các bạn gõ chuẩn nhá, gõ chuẩn đúng 3 phát nhé. 1 2 3, chạm 3 lần đúng tai nghe, 1 2 3, chạm đúng 3 lần này. 1 2 3. Đó, cột âm lượng nó tăng lên này. Đó, ở bên tay tay phải là nó sẽ giảm, tay trái là tăng nhé. 1 2 3. 1 2 3 này. Đó, bên trái là giảm âm lượng. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là chuyển chế độ của tai nghe nhá. Để chuyển được chế độ nhé, thì mình sẽ thoát ra, mình sẽ không không vào cái phần nghe nhạc nữa. Mình sẽ gõ vào tai nghe 4 lần nhá. Các bạn đeo lên tai thì nó sẽ nghe, các bạn sẽ nghe thấy tiếng nhé. Các bạn sẽ nghe thấy tiếng nó chuyển chế độ nhé. Ví dụ mình sẽ gõ vào tai nghe 4 lần nhé. 1, 2, 3, 4 là lần 1. Đấy, gõ 4 lần vào tai nghe này. Lần 1 nó sẽ kêu là game mode. Đó, game mode. Đó, các bạn gõ tiếp 4 lần nhé. 1, 2, 3, 4. Đó, gõ tiếp 4 lần nó sẽ chuyển sang chế độ là music mode. Đó, nó sẽ kêu tiếng tiếng Anh là music mode. Đó, nó nói bằng tiếng Anh luôn nhé. Rồi các bạn gõ tiếp vào tai nghe 4 lần. 1, 2, 3, 4. 4 lần nữa nó sẽ chuyển sang chế độ là media mode. Đó, nó nói ở ra tiếng Anh là media mode luôn nhé các bạn nhé. Đó, các bạn lưu ý nhé. Các bạn gõ chuẩn nhé. 4 lần cho mình nhé. Gõ chuẩn 4 lần nhé. 1, 2, 3, 4. Các bạn phải đếm đúng nhịp nhé. 4, 4 lần, 4 nhịp vào tai nghe nó sẽ chuyển sang chế độ nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là nó sẽ chuyển chế độ này. Đó. Gõ 1, 2, 3, 4. Nó chuyển sang game mode. 1, 2, 3, 4. Chuyển sang chế độ music mode. 1, 2, 3, 4. Nó chuyển sang chế độ là media mode. Đó, đó là các chế độ của tai nghe M100 nhé. Rồi, thì vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn kết nối con tai nghe M100 với điện thoại iPhone nhé. Còn để kết nối được với điện thoại Android thì nó cũng dễ thôi, nó cũng dễ dàng thôi. Đây, các bạn sẽ lấy, cũng làm tương tự là lấy hai tai nghe ra bên ngoài để cạnh nhau này. Các bạn chờ khi nào một bên tắt đèn và một bên nháy đèn. Đó, một bên tắt đèn, một bên nháy đèn. Rồi, các bạn sẽ vào phần cài đặt cho mình này. Đối với dòng điện thoại Android cũng tương tự, vào phần cài đặt cho mình nhé. Thoát ra này, tìm cho mình mục phần cài đặt này. Các bạn vào phần cài đặt. Đối với dòng điện thoại này, các bạn vào phần kết nối này. Các bạn tìm cho mình cái mục Bluetooth này. Các bạn nhớ nhá, đừng có vuốt màn hình từ trên này xuống rồi vào Bluetooth như này là không không đúng được nhá. Các bạn nhớ là phải thoát ra vào cho mình cái cài đặt này. Vào cho mình phần kết nối, tìm cho mình cái phần mục Bluetooth. Rồi, các bạn sẽ để nó dò ra. Nó sẽ dò ra cái M100 ở đây. Đối với một số bạn thì có điện thoại mà trước đây đã kết nối với nhiều thiết bị thì nó sẽ hiển thị các thiết bị đã kết nối ở đây. Thì các bạn xóa bớt đi một số cái thiết bị đó đi để nó tìm ra cái con M100 của chúng ta nó nhanh và dễ dàng hơn. Thì đây, nó đã dò ở điện thoại của mình thì chưa có thiết bị nào kết nối cho nên là nó dò ra luôn cái con M100. Thì các bạn sẽ ấn vào cái M100 để kết nối này. Đó, đó, nó báo là kết nối này, âm thanh và cuộc gọi này. Đó, một số dòng điện thoại nó sẽ hiển thị cái phần trăm pin ở trên tai nghe ở trên này luôn. Ví dụ con tai nghe này 50% chẳng hạn thì nó sẽ ghi ở đây là đã kết nối với âm thanh và cuộc gọi 100% chẳng hạn như thế đối với một số dòng. Còn những dòng này thì nó dòng đấy thấp, nó sẽ không hiển thị cái phần trăm pin ở trên này nữa. Đó. Rồi, sau khi kết nối thành công thì cái tai nghe của chúng ta sẽ tắt đèn luôn, tắt đèn nhé. Không có bên nào nhấp nháy đèn hay sáng đèn nhé. Rồi, ở trên thao tác, ở trên cảm ứng ở trên Android thì nó cũng giống với trên iPhone thôi. Các bạn cũng vào nhạc, mở nhạc lên và các bạn thao tác cảm ứng nào. Nhớ là phân biệt trái phải cho mình nhé. L là bên trái và R là bên phải này. Các bạn gõ chạm một lần là dừng bài. Chạm tiếp một lần để phát bài. Chạm hai lần bên tay trái là lùi bài về nhé. Các bạn lưu ý nhé. Hai lần bên tay trái là lùi bài. Hai lần bên tay phải là nó sẽ nách qua bài nhé. 1, 2 này. Đó. Tay phải nhé. 1, 2. Đó, các bạn gõ hai lần bên tay phải nách qua bài này. 1, 2 này. 1, 2 này. Đó. Gõ tiếp hai lần bên tay trái nó lùi này, các bạn như 1 2. Đó, tay trái nó lùi bài 1 2. Tay trái lùi bài nhá, 1 2. 1 2. Đó, nó lùi về kịch là nó sẽ không lùi được nữa nhá. Đó, các bạn gõ hai lần bên tay phải nó sẽ tiến bài. Và cảm ứng tăng giảm âm lượng ở trên này cũng tương tự như bên iPhone thôi. Các bạn gõ chạm cho mình 3 lần ở bên tay trái nhá. 1 2 3. Gõ 3 lần ở bên tay trái là tăng âm lượng này. Đó. Gõ 3 lần ở bên tay phải là giảm âm lượng nhé. 1, 2, 3. Các bạn nhìn thấy nhé. 1, 2, 3 này. Đó. Các bạn nhìn thấy nhé. Âm lượng giảm này. 1, 2, 3. 3 lần ở bên tay
phải là dòng âm lượng. Tai có ký hiệu chữ R đấy. 3 lần. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó, tai phải là dòng âm lượng và tai trái là tăng âm lượng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó. Về chuyển chế độ game mode thì nó cũng tương tự như mình vừa chỉ nhé. Các bạn nhớ là gõ chạm 4 lần vào tai nghe nhé. 1, 2, 3, 4. Đó, chuyển là game mode. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nó sẽ chuyển sang chế độ là Media Mode. Đó, các bạn tùy theo nhu cầu của bạn muốn sử dụng mục đích là để làm gì thì các bạn sẽ chuyển sang chế độ phù hợp. Nó sẽ nói ra tiếng Anh là Media Mode hay là Game Mode hay là Game Mode hay là Music. Đó, các bạn nghe nhạc thì Music Mode này, chơi game là Game Mode này. Rồi, các bạn để xem phim thì nên dùng cái chế độ là Media Mode nhé. Đó. Ok. Rồi các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận và comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn sớm nhất có thể nhé. Nó sẽ chuyển là Music Mode.